là chúng ta vâng 1-0 C4 rồi. Quân xấu hơn rất nhiều. Nhưng mà bên mình đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Qua bên lá te đây. Lá te bên dưới đây. Lá te khác á. Thế chịu. Uống lá te nào? Uống hết, anh uống nước nào được, em uống hết. Quan trọng thì là uống nước cho nó khát thôi, nước lọc cũng được. Vâng, vậy là tỷ số là 1-0 rồi. Vâng, rất xin lỗi anh em. Một tên đi tiếp tí nước cái. Ôi rồi. Tưởng như thế nhưng mà không sao cả, anh em cứ tranh luận đi, lượng tương tác sẽ là nhiều và khung chat sẽ là rất là đông vui. Vâng, ngày em không biết là diễn biến của trận đấu tại vì ra ngoài, rất mong anh em thông cảm, các anh em tham gia ý kiến nhiều quá, nhưng mà không sao, quan trọng vẫn là kết quả thôi, mình thắng là được. Katabin đối đầu Panesi, quân gọi là quân theo đánh giá của tầm 14 và 10. Vâng, pan này gì? Thế thì cũng nên chịu. Vâng, nhưng không sao. Vâng, đây sẽ là trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai của C đấu thứ tư. Vâng, chúng ta chờ quân nào. Rồi, vâng, đây rồi. Zoom. Vâng, cái gì? Đang nào không? Vâng, đây là Roman của game thủ xi măng. À đâu, game thủ Hoàng Mai Nhi. Xi măng vâng lại cái đó. Kata. Ủa vãi, vâng lại Kata rồi. Bừa. Vâng đổi màu rồi mà cái con này nó vẫn bám theo. Không hiểu nổi. Ai cầm trang đấy ở anh Mai. Ôi giời ông cầu. Vâng, sang hit. Vâng, trận này thì công sẽ không bị nghe ỉ ôi nhiều nữa rồi. Thì anh sẽ cầm chém thôi. Vâng, sang hit. Vâng, quần này khó hơn quần trước. Và cũng như thế thôi. Vâng, sang hit bên bạn nó có dây quân bài. Thực sự là cạn lời thôi. Chưa thấy điểm dừng anh em. Vâng, vừa rồi ban ấy gì. Có trận kia thì sang bơ, bây giờ là sang hit. Còn mình thì cứ lang thang giữa những cái quân giữa tầm giữa bản đồ kiểu Rome, Katha, Min, những cái quân tầm trung. Một con Rome cũng đẹp thôi nhưng đi cặp với con Katha thì nó là thành quân bình thường. Rome đi theo cung tuyển cơ, kiểu Sen, à kiểu AC thì đẹp hơn. Vâng, anh em lại xem mạnh mẽ hơn nào. Vâng, anh vụ già, quân chịu thôi. Giờ, vâng đây là tôi đổi màu chứ, đã đổi màu rồi. Nhưng mà vẫn vào thì phải chịu thôi. Vòng bài của xi măng thì cũng đã có hai bầy hươu bãi quả rồi. Thôi cũng được. Còn đây là Roman. Mong rằng con Sen kia sẽ là con Sen của game thủ Xuân Thứ ngày hôm qua. À hôm trước ấy. Bài Xuân Thứ mà giờ nửa bản đồ không lên đời. Còn đây con hit thì hit chuẩn tí. Nhưng mà nói gì nói bên bạn vẫn là dễ đánh hơn rất nhiều. Nói con Sen nó vẫn là độ ổn định. Vâng, hit đang lùa hươu rồi, báo về 7% thôi. Đang lùa hươu về rồi. Không biết đâu anh ạ. À. Không biết đâu anh em ạ. À. Anh Vũ Thành, con hit mà bình thường thì nó vẫn là hit chuẩn thôi. Nhưng mà nó mà khác đi một tí thì tôi cửa tịt. À, bên mình thì đang vượt khó tương đối nhiều buổi chiều ngày hôm nay. Kathamin rồi IA Mark rồi IA ừ. Đầu IA Katha có trận chung kết C2. Yagata. Bên bạn mà thua thì chỉ trách mình thôi. Quân đẹp mà không biết tận dụng. Trong khi bên mình thì đang tổ rõ độ kinh nghiệm như đội lợm mình. Quỳ một quân nhiều cái trận vượt khó nhiều nó cũng chán.
Còn đây chúng ta quay trở lại với trận đấu thôi. Đây là màn hình máy Roman của game thủ Hoàng Anh Nhi. Thích đời. Chuẩn bị thích đời thôi. Phải cái tầm 30, 20. Đây là Simon. Tầm đấy thôi. Anh là thích đều tay. Cũng báo về là bài xem bên kia không phải bài đẹp. Bài hit thì lại bài đẹp. Vâng, nó ngược đời ở chỗ đấy. Nó lại ngược đời ở chỗ đấy. Mua một giò. Còn bây giờ nó mới mở. Còn lỗi gỗ một chút. Vâng, có con giò đây rồi. Công có giò rồi. Công đã có giò. 26 trên 28. Đây là màn hình của Sima. Đi con giò L2. Và sẽ solo với con Seng này. Mặc dù là khó nhưng mà vẫn phải làm. Vẫn phải thi đấu thôi. Không có gì cả. Còn con Seng thì mang tính ổn định của nó rồi. Mở một bài hiếu 7 con. Còn đây là game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, ra được một mớ ruộng đến từ game thủ Truy Mệnh. Ăn được một dân đối đầu với con cúng tê của Hit. Ủi vòng, một tình huống mới đóng ca. Nhưng mà lại gặp luôn con lạc đà đến từ Hồng Kông này. Phải nói là cực kỳ đỏ. Vâng, vậy là mất luôn hai ông dân lương ca. Mặc dù Truy Mệnh chưa có bánh xe, nhưng mà công sẽ thủ trần lực cho Truy Mệnh ở tình huống này. Vâng, vậy là một tên không hiểu đi lạc đà không mang giò, nhưng mà thả đúng được bài gỗ này. Ồ, vâng, vậy là khoai rồi. Buồn khó đánh quá, không hiểu không biết làm sao được. Một tình huống mà con voi kia chắc chắn là game thủ Truy Mệnh là lỗi rồi, nhưng mà bài của game thủ Truy Mệnh cũng